Tại Bạc Liêu sáng nay, nghe tiếng nổ lớn, nhiều người hàng xóm chạy lại nhà thì táo quả phát hiện một người đàn ông đã tử vong, nhiều bộ phận trên cơ thể không còn nguyên dạng. Kết quả điều tra ban đầu xác định vụ nổ xuất phát từ trái đạn cối 66mm, trọng lượng 1,33kg, bán kính sát thương là 10m. Nguyên nhân xảy ra vụ nổ cũng như là vì sao có trái đạn cối ở nhà kho đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Lãnh đạo xã cho biết, ngoài cày thuê lúc nông nhàn thì người đàn ông còn làm thêm nghề hàng tiện các nông cụ cho bà con. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ sáng nay, người dân trên địa bàn ấp Chất Đốt, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà người đàn ông 37 tuổi, liền chạy đến thì phát hiện người này đã tử vong. Nhiều bộ phận trên cơ thể không còn nguyên dạng, nhiều vật dụng trong nhà và nhà kho bị dở dụng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo lực lượng công an xã, xã đội trực tiếp xuống giăng dây bảo vệ hiện trường. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ nổ.